Anh vừa phải đúng 3 loại nhá. Ngáo thật đấy, ảo thật đấy. Không, đừng, đừng. Anh bảo nghe anh đọc, biết chưa? Thế sang là mình lú luôn với thằng bán sang. Ôi giời ơi. Làm bố mày mất mặt này. Ê tô. Xem đến hết video rồi thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.